Chàng trai Trung Quốc bất chấp lời khuyên, bị dọa đánh, kiên quyết đi du lịch một mình và cái kết bất ngờ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bỏ Thông Thái. Thưa các bạn khán giả thân mến, các bạn có bao giờ đi du lịch nước ngoài một mình chưa? Và các bạn cảm thấy sợ hay bị gia đình ngăn cản vì lo lắng đi một mình không an toàn không? Chắc hẳn nhiều lần bạn đã từng ao ước được trải nghiệm một chuyến du lịch xa một mình để thử thách bản thân, nhưng bị gia đình, bạn bè lo lắng và ngăn cản. Thực ra, đối với nhiều người nước ngoài cũng như vậy đấy. Nhưng với anh chàng Trung Quốc trong câu chuyện này thì còn khủng khiếp hơn nhiều. Anh ta bị dọa đánh khi tới Việt Nam, nhưng anh ta đã bất chấp lời khuyên của mọi người và quyết định đi du lịch Việt Nam một mình. Vậy điều gì đã thực sự xảy ra khi anh đặt chân đến Việt Nam? Cái kết của cuộc phiêu lưu này liệu có đáng sợ như lời đồn? Hãy cùng Bỏ Thông Thái tìm hiểu câu chuyện đầy thú vị này nhé! Trung Quốc và Việt Nam tuy là hai nước láng giềng gần gũi, nhưng nhiều người Trung Quốc vẫn chưa thực sự hiểu rõ về Việt Nam. Họ thường xuyên lan truyền những lời đồn rằng Việt Nam là nơi kém an toàn, rằng người Việt Nam không coi trọng người Trung Quốc, rằng đến Việt Nam thì sẽ bị đuổi đánh, bị bắt cóc. Những câu chuyện đó khiến người ta không khỏi cười gượng, vì thực tế Việt Nam hoàn toàn khác xa những gì cư dân mạng Trung Quốc tưởng tượng. Bằng chứng là gần đây, có một chàng trai Trung Quốc đã quyết định gạt bỏ mọi lời đồn ác ý để sang tận Việt Nam kiểm chứng sự thật. Và kết quả là anh đã phát hiện ra một Việt Nam hoàn toàn khác biệt so với những gì truyền thông Trung Quốc vẫn thường nói. Trong video của mình, anh đã quay lại toàn bộ chuyến hành trình lần đầu đến thăm Việt Nam, từ những trải nghiệm mắt thấy tai nghe cho đến những cuộc gặp gỡ bất ngờ và ấm áp với người dân địa phương. Tôi đã mang theo rất nhiều câu hỏi và quyết định sang Việt Nam để kiểm chứng. Anh chia sẻ, những gì anh khám phá ra không chỉ làm thay đổi suy nghĩ của chính anh mà còn thách thức những định kiến bấy lâu nay của cộng đồng mạng Trung Quốc. Trong video, anh chia sẻ, đây là lần đầu tiên tôi đi ra nước ngoài và tôi chọn đến thăm Việt Nam. Tôi đi xe buýt từ Nam Ninh đến Hà Nội với giá vé là 188 nhân dân tệ. Chuyến đi này mất gần 8 giờ đồng hồ. 11 giờ 15 phút, tôi đã đến trung tâm du khách phong cảnh đi qua thật đẹp. Sau khi hoàn tất thủ tục khai báo y tế, tôi đã có mặt ở cửa khẩu Việt Nam. Sau khi nhận được visa nhập cảnh, tôi lên xe buýt để đi tới thủ đô Hà Nội. 2 giờ chiều tối, tôi có mặt ở điểm đến đón hoa hồng. Khi đến đây, tôi đã chuẩn bị một ít tiền Việt và thấy được rằng tỷ giá hối đoái ở Việt Nam rất thấp, có vẻ như thời tiết ở đây không tốt. Nhưng khi bước xuống xe, điều khiến tôi bất ngờ là thái độ của mọi người dân Việt Nam. Từ chú xe ôm công nghệ, các bạn sinh viên, đến các cô bán hàng, ai nấy đều vui vẻ chào đón đoàn khách chúng tôi. Tôi đã gọi một chiếc taxi để về nơi ở của mình. Trên xe, tài xế vô cùng dễ thương và nhiệt tình. Mặc dù tôi không giỏi tiếng Anh, cũng không rành tiếng Việt, nhưng anh ấy vẫn không ngần ngại nói chuyện với tôi bằng nhiều cách khác nhau và tôi cảm thấy vui với điều đó. Hiện tại tôi đang ở thủ đô Hà Nội của Việt Nam. Nơi tôi ở là khu phố cổ nổi tiếng, còn được gọi với 36 phố phường. Ngay từ khi đến đây và bắt đầu dạo quanh khu vực này, tôi đã nhận ra rằng Việt Nam không hề giống như những lời đồn thổi mà nhiều người vẫn hay nhắc tới. Không khí Hà Nội về đêm thật yên bình và dễ chịu, trật tự an ninh và an toàn xã hội ở đây đều rất tốt. Bất kể tôi đi qua đâu, từ bảo tàng, quán ăn đến nhà hát lớn, tôi đều gặp những con người Việt Nam vô cùng hiếu khách và thân thiện. Những ai nói rằng người Trung Quốc chúng tôi đến đây sẽ bị đánh đuổi thì thật sự là sai lầm. Khi chúng ta tôn trọng lẫn nhau thì không có lý do gì để xảy ra những điều tiêu cực đó. Hà Nội đã cho tôi thấy một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ và chân thực về Việt Nam, khác xa với những định kiến trước đây. Bên dưới video của anh đã thu hút rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng Trung Quốc và hãy xem họ đã bình luận những gì nha. Video của bạn thật sự mở mang tầm mắt. Trước đây mình cũng nghe nhiều lời đồn không tốt về Việt Nam, nhưng bây giờ thấy tò mò và muốn tự mình khám phá. Đừng mất cảnh giác, bạn vẫn phải hết sức cẩn thận. Trước đó tôi có đi du lịch Việt Nam và người hướng dẫn viên nói với tôi rằng người Việt Nam không hề thân thiện. Thật đáng mừng khi thấy bạn có một chuyến đi tuyệt vời tại Việt Nam. Hy vọng bạn sẽ quay lại và khám phá thêm nhiều điều thú vị khác nữa. Tôi nghĩ anh ấy đã bị thao túng rồi, những gì anh ấy thấy chỉ là bề nổi, vẫn còn nhiều vấn đề mà anh ấy chưa nhìn thấy đâu. 2 năm trước, lần đầu tiên ra nước ngoài, tôi đã chọn Hà Nội. Ở đây an toàn lắm, người Việt trong mình, trong chuyến đi lần này hầu hết đều là người địa phương và rất thân thiện.
Khi đặt khách sạn, mình chọn khách sạn có rating cao, giá 140.000 một đêm đã bao gồm ăn sáng cho 2 người, bữa sáng siêu phong phú. Tôi nhớ Việt Nam rất nhiều. Wow, video của anh thật là thay đổi quan điểm của mình về Việt Nam. Trước đây mình cũng cảm thấy hơi sợ khi đến Việt Nam, nhưng giờ đây mình lại muốn đến thăm đất nước này ngay. Vợ tôi là người Việt Nam, tôi cũng hay sang thăm gia đình vợ mình. Tôi thấy người dân Việt Nam tốt lắm, chào đón tôi nhiệt tình lắm. Câu chuyện của bạn thật truyền cảm hứng, đi du lịch một mình đòi hỏi rất nhiều sự can đảm và tự tin. Tôi cũng đang lên kế hoạch cho chuyến đi riêng của mình và video của bạn là động lực lớn. Nếu bạn đi về phía Nam và thành phố Hồ Chí Minh, hãy để ý an toàn của chiếc ba lô và điện thoại di động. Tôi đã đến đây và thấy nơi này thật sự không an toàn. Xem video của bạn, mình cảm thấy rất phấn khích và muốn đến Việt Nam ngay. Rất vui vì bạn đã có những trải nghiệm đáng nhớ. Tôi có rất nhiều bạn Việt Nam hồi còn học chung trường đại học. Họ rất tốt, giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống cũng như học tập. Mình thấy câu chuyện này hơi khó tin. Việt Nam có an toàn không? Chỗ tôi ở rất gần Việt Nam. Bạn có thể đi xe buýt tới đó. Tôi chưa từng tới đó và cũng không dám đến đó. Thật tuyệt vời khi anh đã làm thay đổi quan điểm của nhiều người Việt Nam về thông điệp qua video của mình. Hy vọng mối quan hệ giữa hai nước sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Nếu ai chưa từng đặt chân đến Việt Nam, họ có thể bị ám ảnh bởi những định kiến lâu đời, những tin đồn về sự nguy hiểm, sự thiếu an toàn hoặc sự khác biệt trong văn hóa. Tuy nhiên, một khi đã mạo hiểm và thử sự trải nghiệm cuộc sống và văn hóa tại đất nước này, họ sẽ phát hiện ra rằng sự thật hoàn toàn ngược lại. Điều đầu tiên mà du khách thường chú ý khi đặt chân đến Việt Nam là sự hiếu khách và thân thiện của người dân địa phương. Dù gặp gỡ ở bất kỳ đâu, từ những con phố nhỏ trong thành phố đến những làng quê xa xôi, họ đều được đón tiếp với nụ cười và sự nhiệt tình không hạn chế. Cảm giác chào đón này thường là điều du khách nhớ mãi và muốn quay lại. Quá khứ chiến tranh đã lùi xa và Việt Nam hiện nay luôn mở cửa và chào đón du khách từ khắp nơi trên thế giới, thậm chí là du khách từ Trung Quốc, Pháp hay là Mỹ. Quốc gia này đã nỗ lực xây dựng hình ảnh một điểm đến du lịch an toàn, thú vị và hấp dẫn, và sự tiến bộ đáng kể trong ngành du lịch của Việt Nam đã được thế giới công nhận. Mong rằng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của ngành du lịch, Việt Nam sẽ trở thành một điểm đến lý tưởng cho du khách trên toàn thế giới. Việt Nam không chỉ là nơi để trải nghiệm vẻ đẹp tự nhiên tuyệt vời, mà còn là cơ hội để tìm hiểu văn hóa đa dạng và sự hấp dẫn của một quốc gia với lịch sử và truyền thống sâu sắc. Nếu bạn cảm thấy video này thú vị, đừng quên đăng ký kênh, like và share video. Theo dõi Bỏ Thông Thái để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mới nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.